Thưa quý vị, các bạn, chỉ còn một ngày nữa là đến ngày 20 tháng 11, ngày Nhà giáo Việt Nam. Chính vì vậy mà trong chương trình chuyện hôm nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long kỳ này thì chúng tôi sẽ bàn luận về một vấn đề trên lĩnh vực giáo dục, đó là việc đổi mới giáo dục và vai trò của người thầy. Và thưa quý vị, các bạn, trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay thì giáo dục đào tạo đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Và nghị quyết 29 về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục thì cũng đã khẳng định mục tiêu là đến năm 2030, Việt Nam sẽ trở thành một quốc gia tiên tiến trong lĩnh vực giáo dục trong khu vực. Chính vì vậy mà ngày hôm nay thì chúng tôi có mời đến trường quay hai vị khách mời. Xin được giới thiệu sự có mặt của thầy Lý Đại Hồng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Vĩnh Long, và thầy Trịnh Văn Ngoãn, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Trung học Phổ thông Hòa Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Đầu tiên thì chúng tôi xin được cảm ơn cả hai vị khách mời đã đến tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay, và xin được mời quý khán giả cùng cảm nhận về không khí dạy và học tại các trường trên địa bàn tỉnh để cảm nhận rõ nét hơn về không khí đổi mới dạy và học như thế nào theo chủ trương đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề ra. Đây là một tiết học môn vật lý tại trường Trung học Cơ sở Trung học Phổ thông Hòa Bình, huyện Trà Ôn. Thầy đưa ra một bài tập theo chủ đề và các em học sinh được chia ra thành từng nhóm để tự tìm cho mình lời giải đáp. Sinh động và rất thực tế, học sinh tự vận dụng những kiến thức đã được giảng dạy trước đó và ứng dụng ngay vào thực tế cuộc sống. Phương pháp giảng dạy này đã tác động tích cực đến người học, giúp các em học sinh tự lĩnh hội kiến thức và phát huy khả năng tư duy, tính sáng tạo của mình. Những cái tiết học mà thu hút học sinh học nhiều hơn á là những tiết học mà có thể là thực hành, có thể thí nghiệm được để cho tụi em có cái cơ hội mà vận dụng cái kiến thức của mình vào trong cái thực tế. Thì qua đó rèn cho tụi em biết kỹ năng mà vận dụng. Và đồng thời những tiết học như vậy thì tụi em cảm thấy nó rất là vui, nó rất là sinh động, tụi em tiếp thu một cách nó dễ hơn, hiệu quả hơn và cái kiến thức nó sẽ tiếp thu một cách tốt hơn. Em thích nhất những cái tiết học mà được áp dụng những kiến thức từ thực tế, được học với những cái dụng cụ học tập và được bày tỏ cái ý kiến của mình. Hiện nay, ở một số trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã triển khai chương trình dạy ngoại ngữ theo đề án 2020. Đến với một giờ học tiếng Anh theo chương trình mới này, không khí học tập rất vui tươi. Các em học sinh đều tỏ rõ sự phấn khởi khi tham gia vào một bài tập mà cô giáo vừa triển khai cho lớp. Vừa học vừa chơi, các em tự tìm tòi, lĩnh hội kiến thức và đẩy mạnh khả năng làm việc nhóm. Giáo viên chỉ đóng vai trò chỉ đạo, tổ chức và hướng dẫn các em. Sau khi tham gia lớp học này chưa đầy một học kỳ, nhưng các em đều tỏ ra rất tự tin, đặc biệt là kỹ năng nghe, nói, đọc, hiểu được phát huy rất tốt. Hai lớp học này chỉ là một vài điển hình cho thấy những mặt tích cực từ sự đổi mới chương trình giáo dục phổ thông được áp dụng trong những năm gần đây. Nếu như trước đây, việc truyền thụ kiến thức là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi người dạy phải đóng vai trò chủ đạo, tận dụng hết mọi năng lực của mình để giúp học sinh giải quyết vấn đề bằng phương pháp thuyết giảng cho học sinh tiếp thu là chính, thì nay phương pháp này đã không còn phù hợp. Chương trình học ở các bậc học đã áp dụng phương pháp dạy học mới, lấy người học làm trung tâm, học sinh đóng vai trò chủ đạo trong tiến trình học. Sự khác biệt dễ nhận thấy là hiện nay, giờ học đã trở nên sinh động, hấp dẫn hơn nhờ vào các hoạt động tương tác giữa giáo viên với học sinh và giữa học sinh với nhau để cùng khám phá, xây dựng bài học. Cái việc mà học lý thuyết suông không thì khiến tụi em dễ nhàm chán, và khi mà tiếp thu kiến thức vô thì em sẽ dễ bị quên hơn. Còn đối với những tiết mà em được thực hành như vậy thì được tự thỏa sức tưởng tượng của mình cũng như là chứng minh những cái mà mình đã được học rồi, giúp em dễ dàng nhớ và hứng thú cái môn học đó hơn. Ngoài ra, ngoài cái việc hứng thú và được bổ sung thêm một phần kiến thức của mình thì em có thêm nhiều cái kỹ năng như là thao tác trong cái lúc mà thực hành, cũng như là cái kỹ năng làm việc nhóm với các bạn, hòa đồng với bạn bè rồi tiếp xúc với giao tiếp với bạn bè, là đây là nó là một trong những hành trang rất là quý báu để sau này tiếp theo con đường học tập của em nữa. Những tiết thực hành như thế này thì giúp chúng em phát huy được tính sáng tạo, khả năng làm việc nhóm cũng như là tự tin khi đứng trước những bài thuyết trình lớn, và từ đây thì các em được áp dụng những kiến thức thực tế hơn so với học trên lý thuyết. Vâng, thưa quý vị, các bạn, qua ghi nhận vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rất rõ một không khí rất là mới trong việc dạy và học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trong thời gian vừa qua. Có thể thấy rằng với mục tiêu lấy người học làm trung tâm thì cái tính tương tác đã tăng lên rất là nhiều và học sinh rất là tích cực, sáng tạo trong giờ học của mình. Thưa thầy Lý Đại Hồng, với cái chủ trương là đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục thì trong thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh của chúng ta thì ngành giáo dục đã đạt được những kết quả nổi bật như thế nào thưa thầy? Đối với ngành giáo dục đào tạo Vĩnh Long, qua cái đổi mới toàn diện căn bản theo cái tinh thần nghị quyết 29 thì tôi cũng ghi nhận có một số những cái chuyển biến đạt được trong cái thời gian qua.
cụ thể nhất là cái kết quả của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia theo cái định hướng về phát triển năng lực trong cái đề thi thì kết quả cũng đạt được rất là khả quan. Ngoài ra thì cũng đã có cái chuyển biến về cái nội dung và hình thức học tập có sự thay đổi cả thầy và trò. Trong cái phiên phóng sự vừa qua thì chúng ta đã thấy. Chúng tôi cũng quan tâm hơn nữa về giáo dục đạo đức và cái lối sống cho học sinh. Qua cái phong trào trường học thân thiện, học sinh tích cực thì cũng đã có những cái trải nghiệm cho học sinh qua di tích lịch sử, qua cái di tích văn hóa và những cái hoạt động khác. Đồng thời cũng giáo dục thêm về cái kỹ năng sống đối với các em. Rõ ràng là thực hiện theo chủ trương đổi mới căn bản toàn diện giáo dục thì tỉnh Vĩnh Long của chúng ta, ngành giáo dục đã có rất là nhiều sáng tạo trong cái hoạt động để mà dạy và học cho các em học sinh. Chính vì vậy mà chúng tôi cũng muốn nói sâu thêm một chút về cái phương pháp giảng dạy. Thưa thầy Trịnh Văn Ngoãn, đối với trường trung học cơ sở Trung học phổ thông Hòa Bình những năm gần đây thì chúng ta đã có những cái đổi mới như thế nào về phương pháp giảng dạy thưa thầy? Do giáo viên của trường chúng tôi phải đảm nhận nhiều việc, có dạy cấp 2, có dạy cấp 3, học trò cũng phân hóa rất là dữ dội, có em rất giỏi nhưng cũng có em thì bị hỏng kiến thức và các em phải học hệ giáo dục thường xuyên. Do đó chúng tôi trong quá trình quản lý thì chúng tôi hướng cho giáo viên dạy theo cái đặc thù của từng lớp học. Đối với những lớp chọn mũi nhọn thì chúng tôi khuyến khích giáo viên sử dụng những cái phương pháp tích cực, lấy ví dụ như là tăng cường cho học sinh làm việc nhóm, cho giao chủ đề để cho học sinh tự nghiên cứu và báo cáo kết quả, vân vân. Còn đối với những cái lớp mà tạm gọi là các em yếu như hệ giáo dục thường xuyên thì chúng tôi yêu cầu giáo viên là hãy đơn giản quá đến mức mà thấp nhất. Cái việc đơn giản đầu tiên là đơn giản cái câu hỏi. Đặt câu hỏi như sao để học sinh hiểu và trả lời được. Chính cái điều đặc biệt đó thành ra là ở trường chúng tôi thì có thầy cô sử dụng cái phương pháp mới rất là hay, nhưng cũng có thầy cô thì chủ yếu sử dụng những cái phương pháp là truyền thống, nhưng cũng cùng chung một mục đích là giúp cho học sinh hiểu và có thể vận dụng được kiến thức. Như vậy thì theo thầy đánh giá thì cái vai trò của người thầy đối với việc mà giảng dạy cho một cái môi trường giáo dục mà có nhiều đối tượng học sinh như vậy là vai trò của người thầy đóng vai trò như thế nào? Theo tôi thì người thầy là giữ vai trò quyết định. Và trong cái công cuộc đổi mới hiện nay thì chúng ta cần đặc biệt quan tâm chăm bồi cho đội ngũ giáo viên. Vì nếu như trường lớp được xây mới, phòng thí nghiệm đầy ắp đồ dùng, các cái trang thiết bị tối tân được truyền tải về trường, nhưng người giáo viên không biết sử dụng hoặc sử dụng không được thì cũng như không. Nói học sinh làm trung tâm một cái định hướng cũng rất là dễ, nhưng mà làm thì chúng tôi nghĩ rằng nó cũng không phải là đơn giản. Thì về phía ngành giáo dục thì cái chỉ đạo như thế nào, cái nỗ lực và quyết tâm của ngành giáo dục Vĩnh Long như thế nào để đạt được cái mục tiêu này thưa thầy? Trước tiên thì chúng tôi đột phá trong cái khâu kiểm tra và đánh giá. Cụ thể là các kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, rồi kỳ thi tuyển sinh lớp 10, cũng như là các đợt kiểm tra thường xuyên định kỳ. Vì chúng tôi nghĩ thì qua cái đổi mới về kiểm tra đánh giá theo cái hướng phát triển năng lực đó, thì nó sẽ tác động thúc đẩy về cái đổi mới về phương pháp giảng dạy của người thầy. Rồi dạy học theo cái hình thức trải nghiệm sáng tạo, không phải chỉ là tham quan di tích mà tất cả những cái hoạt động có thể đưa các em ra ngoài nhà trường. Rồi chúng tôi cũng tổ chức cái việc mà tập huấn cho giáo viên theo cái hướng giảng dạy mà tới đây đó sẽ thực hiện, đó là cái tích hợp và dạy học theo chủ đề. Và ngoài ra thì cũng có những cái hoạt động khác cũng hướng theo cái yêu cầu đổi mới toàn diện căn bản, mà cụ thể là cho cái việc thay đổi cái chương trình sách giáo khoa trong thời gian tới. Thời gian qua thì đội ngũ giáo viên của tỉnh nhà thì không ngừng nâng cao về cái số lượng cũng như là chất lượng. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hạn chế là một số giáo viên vẫn còn chưa tâm huyết với nghề, vẫn còn chưa có thích ứng với cái việc đổi mới này. Thì chúng tôi vẫn muốn tiếp tục lắng nghe ý kiến chia sẻ của thầy Lý Đại Hồng.
Nếu mà nhận thức của cán bộ quản lý về vấn đề đổi mới này mà nó không được quán triệt tới nơi tới chốn và toàn diện thì chắc chắn thì cái ngôi trường đó nó sẽ ảnh hưởng rất lớn. Và chúng ta biết đổi mới, thứ hai nữa họ cũng ngại. Đúng. Bởi vì đã quen cái quán tính là theo cái hướng cũ rồi. Làm việc thì nó nhẹ nhàng lắm. Và khi đổi mới như thế thì các công việc làm này nó vất vả hơn. Phải suy nghĩ, phải tìm tòi hơn. Có những cái yêu cầu mà nó mới hoàn toàn. Và phải nói nó cũng rất là khó chứ không phải đơn giản. Quá trình tiếp thu phải có cái thời gian thì nó mới có thể là thực hiện cho nó tốt được. Thứ ba nữa là cái việc tập huấn, bồi dưỡng cho giáo viên. Rõ ràng cách làm hiện tại thì tôi nghĩ thì nó cũng không đạt được cái hiệu quả tốt lắm. Và đổi mới thì nó gắn với cái công nghệ thông tin. Hiện giờ một số ít đội ngũ giáo viên chúng ta cũng còn cái năng lực, tôi nghĩ thì đánh giá về công nghệ thông tin cũng còn hạn chế. Vì tiếp thu công nghệ thông tin về lĩnh vực giáo dục, về bộ môn học thì nó cũng hạn chế. Chúng tôi xin được cảm ơn ý kiến chia sẻ vừa rồi của thầy Lý Đại Hồng. Và thưa quý vị các bạn, chúng ta thấy là trong chủ trương là đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục thì có thể thấy được là đây là một quá trình đòi hỏi phải có một lộ trình, đòi hỏi phải có một cái sự phấn đấu lâu dài như là thầy Lý Đại Hồng vừa nói. Tất nhiên là trong quá trình đổi mới này thì ngoài sự phối hợp nhịp nhàng giữa đội ngũ quản lý và đội ngũ giáo viên, sự đổi mới sáng tạo năng động hơn nữa của các nhà giáo thì vẫn còn cần nhiều yếu tố tác động khách quan khác nữa. Và tiếp nối chương trình thì chúng ta sẽ cùng theo dõi ghi nhận sau đây để hiểu rõ hơn là hiện nay đội ngũ nhà giáo đang cần điều gì để có thể đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục. Để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục căn bản và toàn diện, thời gian gần đây, ngành giáo dục tỉnh nhà đã đẩy mạnh việc đào tạo, tập huấn đội ngũ giáo viên theo các chương trình đổi mới, đồng thời đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất cho các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh. Nhờ đó, bước đầu đã tạo được sự chuyển biến tích cực ở cả thầy và trò. Tuy nhiên, để đáp ứng được yêu cầu đổi mới mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề ra thì vẫn còn một khoảng cách khá dài và cũng không ít những thách thức ở phía trước. Theo ghi nhận ở một số trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, để có được những tiết dạy sinh động thực tế, ngoài phương pháp giảng dạy thu hút học sinh của thầy cô thì trang thiết bị cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Ví dụ như TV, màn hình chiếu, máy vi tính, các phòng thực hành, thực nghiệm, vân vân. Thế nhưng hiện nay, nhiều trường không đủ kinh phí để trang bị cho từng lớp học. Bên cạnh đó, những giờ học trải nghiệm bên ngoài như thế này là rất ít, trong khi những tiết học này vô cùng bổ ích đối với các em. Do đó, để người thầy có thể phát huy tốt vai trò của mình thì còn cần phải có sự hỗ trợ từ nhiều phía, đặc biệt là từ phía các nhà quản lý giáo dục. Để cho người thầy mà phát huy được hết cái vai trò của mình trong cái giai đoạn đầu tiên để đổi mới giáo dục đó, thì trước hết là phải nhờ cái sự hỗ trợ từ các ngành các cấp, rồi sự hỗ trợ của cộng đồng xã hội. Ví dụ cụ thể như là về cơ sở vật chất, rồi trang thiết bị đồ dùng dạy học. Thì dù cho người thầy mà có năng lực rồi có cái điều kiện như thế nào đi nữa, nhưng mà không đủ điều kiện như vậy thì không thể nào chuyển tải hết cái nội dung mà từ cái sách giáo khoa cho truyền tải đến cho học sinh. Khi mà cho các em tham gia những hoạt động bên ngoài thì các em rất là hào hứng, giống như là trồng cây vườn trường hoặc là đi tham quan các khu di tích lịch sử đó. Thì hàng năm ở trường cũng luôn cố gắng tạo điều kiện cho các em, nhưng mà hầu như cũng chưa đầy đủ được. Thì nếu có thể thì bản thân tôi mong ước là có thêm những cái thời gian và cơ sở vật chất và điều kiện để cho các em tham gia những hoạt động bên ngoài nhiều hơn, cho các em có thể phát triển những kỹ năng sống của mình bên cạnh cái việc học tập ở cái nhà trường. Mong mỏi rằng là sắp tới đây thì ngoài cái được trang bị thêm những cái thiết bị giống như là các nước tiên tiến thì chúng ta còn được giao lưu hay là được tham quan ở các trường nổi tiếng trong nước hoặc là những cái nơi mà nó có nền giáo dục tiên tiến như là Singapore. Tiếp tục trở lại chương trình với chủ đề là đổi mới giáo dục và vai trò của người thầy. Chúng tôi muốn được hỏi thầy Lý Đại Hồng là thầy có suy nghĩ như thế nào khi theo dõi ghi nhận vừa rồi ạ? Chúng tôi cũng biết cái điều mong muốn của các cấp quản lý cũng như giáo viên tại các cơ sở giáo dục. Nhưng mà cũng hiểu cho rằng là cái nguồn lực, nhất là nguồn lực của tỉnh ta thì nó cũng có cái giới hạn. Và tôi nghĩ thì cái quan trọng nhất là cái yếu tố con người. Nếu cán bộ quản lý, nếu giáo viên quán triệt và có những suy nghĩ giải pháp tích cực nhất
và cộng với những cái gì mà chúng ta hiện có thì chúng ta vẫn đạt được cái mục đích yêu cầu về cái đổi mới. Để có thể phát triển tốt hơn và giúp cho các em học sinh có thể cảm thụ tốt hơn và tạo điều kiện tốt hơn cho các thầy cô giáo có thể giảng dạy theo đúng việc mà đổi mới căn bản toàn diện, thì chúng tôi nghĩ rằng là về lâu về dài thì cần có những cái sự hỗ trợ kịp lúc và kịp thời. Thì chúng tôi muốn được lắng nghe ý kiến của thầy Trịnh Văn Hoảng. Mong muốn lớn nhất của tôi, và tôi nghĩ đây là cũng là cái mong muốn của phần đông giáo viên, là mong muốn các cấp lãnh đạo và xã hội hãy tin tưởng chúng tôi. Vì chúng tôi đang giảng dạy trong cái điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn như thế. Nếu như nhận được sự tin tưởng, nhận được những lời động viên khích lệ, chắc chắn chúng tôi sẽ có thêm nhiều cái ý tưởng sáng tạo. Chúng tôi có thêm cái động lực để vượt qua cái thời gian khó khăn này. Tỉnh mình cũng đã đầu tư rất là nhiều cho ngành giáo dục rồi. Nhưng nếu được thì quan tâm thêm cái điều kiện cơ sở vật chất giảng dạy ở các cái cơ sở giáo dục, nhất là ở vùng nông thôn. Và cái mà chúng tôi tâm đắc cũng mong mỏi là chỗ lãnh đạo ngành cũng duy trì, là trong những năm gần đây thì lãnh đạo sở đã giao quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Nhờ vậy thì chúng tôi mạnh dạn có những cái định hướng cho nó phù hợp để đưa cái giáo dục của Hòa Bình nói riêng và của tỉnh nhà nói chung bước thêm một bước nữa. Chúng tôi vẫn muốn tiếp tục lắng nghe ý kiến chia sẻ của thầy Lý Đại Hồng. Đối với ngành giáo dục, chúng tôi cũng đã xây dựng cái chương trình hành động theo chỉ đạo của tỉnh ủy, ban dân tỉnh. Thì trong cái chương trình hành động cũng gắn với cái kế hoạch thực hiện các đề án đổi mới của Bộ Giáo dục Đào tạo. Trong đó về lĩnh vực chuyên môn đó thì chúng tôi đã có trao đổi, thì cái quan trọng nhất đó mà thách thức nhất đối với ngành đó là phải đổi mới về cái phương pháp giảng dạy cho giáo viên. Nó thay đổi hẳn một số những cái phương pháp truyền thống cũ và nó sẽ chuyển sang những cái phương pháp mới gắn với những nội dung mới. Thời gian tới đây đó là chúng tôi bắt đầu thực hiện cái việc bồi dưỡng để mà đưa vào giảng dạy những cái nội dung mới. Như vậy thì các kiến thức nhiều bộ môn nó sẽ tích hợp lại để có một cái môn chung. Ví dụ như là môn về khoa học xã hội hoặc là về khoa học tự nhiên. Như vậy thì trong cái phương pháp giảng dạy cũng có sự thay đổi. Một yếu tố cũng rất quan trọng là đương nhiên sở sẽ tham mưu cho tỉnh ủy ban trong cái xây dựng nguồn lực về cái cơ sở vật chất và trang thiết bị. Cụ thể thì trong nhiệm kỳ 15-20 sẽ phấn đấu cái tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia sẽ tăng lên so với cái nhiệm kỳ trước. Và một cái khâu cũng rất quan trọng nữa đó là cái tăng cường thêm cái khâu về thanh tra, kiểm tra và giám sát để làm sao cho cái đội ngũ cán bộ lý giáo viên cũng phải thực hiện và có cái đánh giá lại việc tiếp thu của họ như thế nào. Xin được cảm ơn thầy Lý Đại Hồng. Và thưa quý vị các bạn, với chủ trương chung là đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, thì sự đồng lòng của ngành quản lý cùng với tâm huyết của các nhà giáo sẽ là nền tảng quan trọng để giúp cho công tác giáo dục của tỉnh nhà đạt được những thành tựu khích lệ hơn nữa, để giúp cho người học có thể phát triển toàn diện hơn theo đúng mục tiêu mà nghị quyết 29 đã đề ra. Đến đây thì chương trình Chuyện hôm nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long kỳ này cũng xin được kết thúc tại đây. Cũng nhân ngày 20 tháng 11, thì chương trình xin được kính chúc thầy Lý Đại Hồng cùng thầy Trịnh Văn Hoảng và toàn thể thầy cô giáo lời chúc sức khỏe, chúc cho các thầy cô luôn luôn có những thành công mới trong công tác giảng dạy của mình. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả vào chương trình kỳ sau.